Sự đấy bông phôi nào khnì chụp cho mình đón thế đấy nè bông phôi ngày nắng ấy trong surprise bông phôi máu á ngày nắng cứ ôi mày ơi cái hai gần nắng cái cột thau bông phôi này đầm thau ôi có khơi sông khai máu nè bông phôi mới đợi về đi nè bông phôi cặp với cho muối nắng bờ mặt tây dương hay thò mà đá cứ dương vô slo của cô cha thật cô và lỡ dương nhầm cho muối nắng bờ mặt tây dương mắng đợi thôi nè chụp đợi mà uff cũng khăng phết đây là này bỏ này chanh xong này sẽ bỏ kia khéo buồn chạy nhanh ồ này sẽ bỏ khéo ấy chạy nhanh đi hạt nóng đi rập bà ơi này uff nè tao nấu món ăn nó xây nhanh nha không nó bây giờ slow chỉ lúa rồi cái muối nó bở mà tê ô ngon đúng không rất ngon. Cái thòng đá bông bông cái đó là nó cứ nhắm. Cứ vô nhắm thòng đá đi. Hả là. Xui nữa tập phải không dạ ui còn một tay khai bao nhiêu hả là đây nhau với xạ ở tê mà không phải chạy mà không anh mình pháo không? Thank you.
này bạ chất á. Mà bạ hay con. Hôm nhớ luôn. Đã không ngay mà ngay mà cả đá xong anh kia 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 xong anh không đây bà cháu hả? À hay đã thơm mây cho kiên kiên xuống như thế này đã có việc ngủ vinh chứ bạch xây chưa thịt xay giỏi mà chọn sai luôn diệt bao chuối xong anh nữa anh hãy snow cái đá cái hạt cơm hạt cơm thế nào bạch tây chẳng
cả sữa na ấy từ nóng sang anh nhóc này là cái tích tích tí mà này à, đau mẹ môi à. Ờ, chọn trái đúng không mùi nó nóng à nhắm tròn đấy mà lông bên đấy nhắm trong ai thầy nó là nó nhắm sớm thì nó sinh thôn nè là sọc nhắm mà nó quạt đăng này chà chà rồi nó nhắm sớm nó cứ sinh thôn á đi ông vơ vơ chân nhắm mồm mồm bàn rồi dưới lò cô cha dịch cô ok chân dương chụp nên là video khỏi chết bông bông đi thôi bye bye.